Chào bác nhé, hôm nay ngày 25 tháng 10 cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy cưa xích Nhật bãi nhé. Số tài cửa hàng bên em là 0976123320. Lô này sẽ là lô AZ nhé. AZ sẽ gồm có 9 cây này, có COA này, Singu này, rất đẹp nhé. Echo này, đấy, con này là con Hitachi này, con Komatsu này, Tanaka, COA, Seumen nhé. Và con Estin này. Rồi, khi các bác mua hàm em, cái sản phẩm theo kèm nhé, sẽ gồm có cái rũa này. Và cái rũa này vào cái tuyếp nhé, tuyếp để các bác vặn ốp lam và buji nhé. Đó. Rồi, em xin bác giới thiệu chi tiết luôn. Trước khi vào clip thì bác cho xem xin một nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo ạ. Cái lô này sẽ là lô AZ nhé, đầu tiên giới thiệu cho anh em con Estin. Con Estin này đã dọn nổ ok nhé. Con này thì Estin của nó là Estin 010 này, cái đời này xài cực kỳ ngon. Estin xài IC nhé. Mà các bác biết rồi, Estin thì nó rất là đẳng cấp, thương hiệu thế giới luôn. Đấy, con này có thắng xích nhé. Tất cả chức năng con này đều full chức năng. Vì là con này vỏ thì nó hơi úa màu tí, xem sẽ bán rẻ cho anh em nhé. Đấy, con này lam của nó lam 30. Xích là xài xích chung 91. Xích còn đã lên xích rất là mới cho bác, cái xích Estin luôn nhé. Đấy, con này thì 40cc luôn. Con này cắt gia đình hoặc là các bác đi cắt những cây keo nhá, cũng thoải mái luôn. 40cc, máy xài cực kỳ mạnh luôn. Riêng Estin thì các bác không phải lo rồi, con này 40cc nhá. Con này hôm nay bán cho anh em giá chỉ 1.200.000 bao phí ship. Khá là mềm luôn, rất là thơm. Con này về các bác cắt thì khỏi chê luôn nhá. Ok, chỉ vì là cái vỏ nó nhìn nó hơi úa tí, em sẽ bán rẻ cho anh em về rẻ như cho luôn. Con này giá 1.200.000 bao phí ship test nổ này. Rất là êm. Con này găng ti là hơi cao mất rồi. Đấy, nhưng mà bác bảo chốt em sẽ chỉnh găng ti một tí là được thôi nhá. Đó, các bác có thể cảm nhận cái tiếng máy của nó rất là dữ luôn nhá. Con này giá là 1.200.000 thôi, bao phí ship cho anh em. Các bác nào không quan tâm đến hình thức máy, chỉ quan tâm đến cái chất lượng bên trong thì các bác có thể lựa cho con này nhá. Rất là chất lượng luôn. Rồi, số 2. Số 2 này, số 2 con đến từ thương hiệu Sách Domen. Con này Sách Domen 102 này. Con này 102 nhá. Đấy, con này công suất của nó là 40cc, lòng 40mm nhá, rất là đẹp. Con này thích hợp cho bác cắt gia đình, thích hợp bác cắt gia đình. Máy đẹp xuất sắc này. Lam 40, xích là xài xích chung 91, xích thì bên em đã lên xích mới về cho các bác cắt ngọt luôn. Hàm rồng hàm giếc còn này. Rất là đẹp các bác nhá. Con này máy sản xuất tại Đức. Đấy, con này bán anh em giá chỉ là 1.600.000, trọng lượng của nó là tầm 4.5kg. Máy đồng đứng chạy bao các bác là cực kỳ lợi xăng cho bác nhá. Cực kỳ là lợi xăng luôn. Con này các gia đình khỏi chê luôn. Test nổ này. Rất là êm. Quay giá là 1.600.000 bao phí ship nhá. Máy đồng đứng thì cực kỳ lợi xăng luôn cho anh em nhá. Ok, tiếp theo, tiếp theo là số 3. Số 3 này con đến từ thương hiệu COA. Con này COA 360 nhá, SSE 360 làm COA luôn nhá. Xích là sản xích chung 91. Lam con này là lam 40 này các bác này. Lam 40 xích chung 91 nhân làm zin của nó các bác nhá. Đó, made in Japan này. Made in Japan này các bác nhá. Đó, đây này. Đó, con này chụp giờ trợ lực này, chụp giờ trợ lực. Con này đời này thì nó xài chế tự động nhá. Các bác nào muốn mua con máy cưa mà về không phải lo là vì đôi khi chỉnh xăng chỉnh gió máy cưa nó khá là phức tạp. Đó, con này thì xài chế tự động, nó tự pha xăng, tự điều chỉnh lượng xăng vào cái bình xăng con để vào buồng đốt nhá. Đó. Đấy. Các bác không phải lo về cái mình về điều chỉnh đồ trước các kiểu nhá. Con này thì thắng xích này, thắng xích máy còn nhá, thắng xích máy còn. Đó. Đời rất là cao cho nên là chế tự động hết cho bác nhá. Chụp giật thì trợ lực cho bác nhá, chụp giật trợ lực. Con này trọng lượng chỉ là 5kg. Nói về thương hiệu Sidoa thì nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Đấy, máy thì bốc lợi xăng và đặc biệt là rất là bền nhá, phụ tùng thì khá là dễ dàng thay thế. Con này thì giá là 2.600.000 bao phí ship nhá. Bao phí ship cho bác luôn. Con này 36cc, đồng 40mm nhá. Tiếp nổ con số 3.
mạnh luôn. Con này giá 2 triệu 6 vào phí ship này. Rồi tiếp theo số 4. Số 4 này, số 4 này con đến từ thương hiệu của Talaka nha các bác nhá. Con này máy Talaka. Đấy. Một con Talaka tay dài. Nói cái dòng này thì nó rất là bốc và rất là lợi xăng. Các bác nào muốn cắt tỉa cành, tỉa củi các kiểu nhá, tỉa nhánh hay là cắt củi gia đình thì các bác lựa chọn con này. Máy rất là đẹp các bác này. Con này mã của nó PMS335 33cc nhá, nòng 37 ly. Lam này lam 35, xích là xích mini. Xích mini, xích chuột cho các bác nhá. Máy quá là đẹp luôn này. Đây là mã còn nguyên nhá. Trọng lượng con này chỉ là 4,5 kg. Máy bồ béo đẹp xuất sắc này các bác này. Đó. Con này thì bán cho anh em giá là đi 1 triệu 9 nhá, con số 4 giá 1.900.000. Bao phí ship nhá. Ok, test nổ tiếng máy con số 4 cho bác nhá. Máy đẹp đến 90%. Kì êm đềm luôn. Rồi, tiếp theo số 5. Số 5 này. Ở bán hết cả ghế rồi đây. Số 5 nhá. Số 5 này thì một con G Komatsu, lên tiếp một con G Komatsu 3.500 cho các bác này. Con này thì đời này thì xài cực kỳ là sướng luôn. Đặc biệt cái dòng này thì khuyến nghị cho các bác nào lớn tuổi nhá, dùng cực kỳ là êm đềm, cực kỳ là phê. Đặc biệt máy thì rất là mạnh, cái máy Komatsu thì các bác biết rồi, chạy cực kỳ êm đềm luôn. Nó tích hợp một cái chụp giật trợ lực lớn nhá, chụp giật trợ lực lớn này, giật là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nổ luôn. Hai ốc lam, ốc còn vàng ánh kim nhá các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đời này xài cực kỳ là êm. Máy siêu nhạy nổ, có bơm xăng phụ nhá, có bơm xăng phụ. Đấy thì đây công tắc làm đấy, thắng xích, thắng xích hoạt động bình thường nhá. Lam con này lam 35, xích là xài xích mini, xích mini, xích chuột cho các bác nhá. Bồ này, các bác nhìn cái bồ nó này, rất là đẹp luôn nhá, rất là đẹp luôn. Còn nguyên cái lớp sơn như chưa xài luôn. Cái dòng này chạy cực kỳ là êm luôn. Ok, test nổ tiếng máy cho bác nhá. Các bác lớn tuổi dùng những con này cắt thì khỏi chê luôn. Rất là êm, rất là nhẹ nhàng các bác này. Rất là nhẹ nổ luôn. Giật như không giật luôn. Rất là êm. Các bác có thể cảm nhận tiếng máy nhá. Con này thì giá là 2.700.000, bao phí ship này. Rất là ngon. Rồi, tiếp theo số 6 AL AZ6 nhá các bác nhá. Đấy, cái xăng ở cái kia, xăng bắn xăng hơi bị bẩn một chút xíu. Máy rất là đẹp luôn, con số 6 này. Số 6 này con đến từ thương hiệu Hitachi. Con này hai ốc chữ lam nhá. Lam con này lam 35, xích là xài mini, xích chuột. Anh em là mua con này về cắt gia đình thì rất là ngon luôn. Đấy, con này thì dòng Hitachi này thì bao VIP cho bác. Đặc biệt máy rất là mới nhá, máy rất là mới. Chạy thì bao là mạnh luôn. Máy đẹp xuất sắc này, hàng đẹp 95% luôn. Bơm xăng phụ có nhá, trợ lực có nhá. Đó, trợ lực có luôn. Ok. Con Hitachi tay dài, các bác cắt gia đình con này thì tuyệt vời luôn. Tuyệt vời mặt trời luôn các bác nhá. Ok, test nổ tiếng máy con số 6 cho bác. Con này giá 2 triệu bao phí ship nhá. Công tắc làm đây. Chẳng bao luôn này. Bây giờ chẳng bốc luôn cho bác nhá. Đẹp luôn. Ok, con này giá là 2 triệu bao phí ship này em lên. Rất nhiều các bác hỏi những cái dòng Hitachi này nhá. Các bác có thể theo dõi trong video. Ok, tiếp theo số 7. Số 7 này, số 7 là con Echo 401 nhá, dành cho các bác khai thác chuyên nghiệp, chuyên đi xẻ này, chuyên đi hạ cây nhá. Con này lam của nó nữa, lam của nó là lam 50, xích là xài xích chung chân 325 nhá, hay còn gọi xích lỡ các bác nhá. Máy cực kỳ là đẹp cho các bác nhá. Máy cực kỳ là đẹp này. Đấy. Thắng xích còn luôn nhá, thắng xích còn luôn. Con này thì công suất của nó này, công suất của nó lên tới 40cc. Máy để dành hệ khai thác chuyên nghiệp cho các bác nhìn cái hơi hám nó rất là đẹp nhá.
Hệ này là hệ khai thác chuyên nghiệp luôn, làm zin nhá. Con này các bác đi xẻ trước rất là ngon luôn nhá. Con này thì giá là 2,8 triệu này, con số 7, giá 2,8 triệu bao phí ship. Trọng lượng con này là 6,5 kg nhá các bác nhá. Hệ khai thác chuyên nghiệp. Ok, test nổ này. Máy cực kỳ là đầm nhé các bác nhé. Con này giá 2,8 triệu. Dòng này là dòng VIP. Ok, tiếp theo con số 8 ngày hôm nay. Số 8 ngày hôm nay cũng giới thiệu cho anh em con 40cc. Con này là con Singu nhé. Nòng đứng, Singu nòng đứng. Cắt cực kỳ là phê luôn các bác nhé. Đó, con này là nòng đứng rồi. Chụp giật thì trợ lực nhé các bác nhé. Đó, thắng xếp còn. Con này máy rất là đẹp. Máy con này đẹp 90-95%. Ồ biếc này, xuất sắc luôn nhé. Cái hệ thống giảm rung của nó rất là chất lượng luôn. Con này thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Máy như mới luôn. 40cc, nòng 40 ly Singu 940. Đó. Thái ốc giữ lam này, rất là đẹp nha các bác nhá. Con này thì bán cho anh em giá là đi 2,3 triệu. Trọng lượng con này là tầm 5 kg nhá. Con này bán cho anh em giá 2,3 triệu. Bao phí ship nhá. Cực kỳ là chất lượng luôn. Ok, test nổ tiếng máy con này cho bác. Con này có bơm xăng phụ luôn nha các bác nhá. Test nổi tiếng máy con số 8, con này giá 2,3 triệu bao phí ship này. Ok, dây giật trắng phao này. Con này thì găng ti để hơi bị cao mất rồi nhá. Thì đây cái nút chỉnh găng ti của nó, em sẽ chỉnh lại thật là cẩn thận cho bác trước khi đóng hàng gửi cho anh em nhé. Con này giá là đi 2,3 triệu bao phí ship nhá. Rồi ok, tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay con số 9. Con số 9 này giới thiệu cho anh em con siêu phẩm Siway 393, máy như trong thùng luôn cho bác nhé. Máy con này rất là đẹp luôn. Cái lam của nó này các bác nhìn, cái lam nó phát hờn luôn ạ. Con này lam của nó lam Latin. Lam nam bự. Xích là xài xích mini, xích mới luôn nhá các bác nhá. Xích lam xích như chưa xài luôn, rất là đẹp. Hàng này về thiếu cái thùng. Đó. Cực kỳ là xuất sắc các bác nhá. Ốc áng của nó này. Đấy. Ây da. Ây da. Bồ biếc này. Quá là đẹp luôn các bác nhá. Hàm rồng cái kiểu này. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ là xuất sắc luôn. Con này thì 40cc. Nòng 40 ly, các bác đi cắt keo cắt kiếc bằng cái dòng này rất là ngon luôn. Đặc biệt trọng lượng con này chỉ là 5,5 kg thôi, máy nhẹ nhàng. Mà dòng Sinoway các bác biết rồi là cực kỳ là đẳng cấp luôn nhá. Con này thì khỏi chê luôn. Con này thì giá là 3,2 triệu, cực kỳ là lợi xăng. Máy thích hợp van xả áp luôn cho bác này, thích hợp van xả áp luôn nhá. Cực kỳ là lợi xăng, cực kỳ là bền luôn. Máy Sinoway chất lượng. Con này là có thể nó con đẹp nhất ngày hôm nay nhá. Máy như mới luôn, siêu VIP luôn. Con này giá 3,2 triệu bao phí ship nhá. Ok, test nổi tiếng máy con cuối cùng cho bác nhá. Rất là êm. Êm như chó thở luôn. Con này giá 3,2 triệu bao ship nhá. Rồi ok. Anh em nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại 0976 12370. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.